Dạ, sáng nay là mình đi ba đơn cho khách. Dạ, là đi một cái ở Bình Tân, một cái ở Bình Chánh với một cái ở Củ Chi. Thì Tự nhiên chắc em là chị dạ, em đang định chắc là là chắc đi Củ Chi đầu, Củ Chi ở đây. Xong rồi mình Củ Chi về. thì đi đường nào ra? Dạ. Đi chắc đi quốc lộ hả ta? Đường Xuyên Á. Là đi đi ra quốc lộ 1A xong mình đi đường Xuyên Á lên, đi thẳng ra Củ Chi luôn. Dạ, xong rồi xuôi về thì cũng đi quốc lộ 1A về lại Bình Trị Đông, Bình Tân. Xong Không anh, bây giờ đi Củ Chi thì đi đi, đi hướng nào này? dạ ra Phạm Văn Đồng đúng không? Phạm Văn Phạm Đồng đúng không? Rồi. Dạ. Rồi giờ đi địa chỉ. Dạ. Rồi hôm nay đi đi về rồi tưởng bánh trung thu. Hôm bữa trước đi nó về nó cho mình ăn bữa cơm cha. Bữa cơm gọi là gì đó. Bữa cơm bắp coi như là ăn mà nghẹn ngào luôn á. Nhưng mà ngon đúng không ạ? Ngon nhưng mà cuối cùng là nghẹn luôn, nghẹn họng. Đang ăn cái xong cái bill nó kêu tao gì nó dập tới muốn xỉu luôn. Dạ, chào bà con cô bác, hôm nay là ngày trung thu. Lại tiếp tục nhật ký của nhật ký giao hàng Sài Gòn cùng Coleman. Hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2021, là ngày thứ 113 rồi. Như vậy là còn đúng một tuần lễ nữa thôi là đúng 120 ngày giãn cách. Dạ, thưa quý vị các bạn, là hôm nay là đúng cái ngày trung thu luôn, ngày rằm tháng 8 trung thu. Nên hôm nay đi ít thôi để trưa về rồi xong rồi chiều tranh thủ họp một chút rồi tối đón trung thu, rước đèn đi chơi. Tết trung thu má đòi đi tu, ba ở nhà ba khóc ba lù bù. Trời ơi. Cô tí nó đòi đi theo. Thôi đất ơi. Ở cái bài đó là bài mà tuổi thơ là ai cũng biết hết á. Em đã em đâu biết đúng không? Dạ không. Trời ơi, vậy là nhỏ này nó không có chút xíu tuổi thơ. Trời trời. Chán thiệt. Tuổi thơ của em. Ông Tết trung thu. Tết trung thu má đòi đi tu. Ba ở nhà ba khóc lù bù. Thằng cô tí nó đòi đi theo. Còn câu nữa gì nó mắc cười lắm. Các bạn nào nhớ câu cuối cho mình một comment nha. Rồi Phạm Văn Đồng đi đường nào, đi đường Lào đây? Dạ quẹo trái Nguyễn Bá Xí, nhưng mà đi được không ta? Xí được, được, xí được. Dạ có bên đó có ra được không ạ? Được ra được. Dạ. Ủa đó ra được không ta? Để hỏi chú. Ra được không chú? Dạ, bây giờ ra Phạm Văn Đồng đi đường nào chú? Phạm Đồng mà chú về hướng nào? Dạ, về Thủ Đức hay là con đi hướng đi Củ Chi. Dạ, đi Củ Chi, đi hướng Củ Chi. Củ Chi bây giờ anh đi xuống Phan Văn Trị nha. Dạ. Anh ra Phạm Văn Đồng. Dạ. Anh lên đường Phan Trị á. Dạ. Rồi anh ra cái gì? Cầu vượt Quang Trung. À, rồi. Về Củ Chi. Dạ, cầu vượt Quang Trung rồi con biết bà. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, rồi, cảm ơn chú nha chú. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Con thấy các chú dân phòng lớn tuổi mà rất là nhiệt tình đó. Nói chung là người Sài Gòn là vậy đó. À, mặc dù mình nghe cái giọng của chú đó như chú người miền Trung. À, sống chắc ở Sài Gòn, định chắc là chú lên đây chú đi làm hay là chú sẽ định cư ở đây không biết, nhưng mà nhiệt tình lắm. Rồi, thấy mọi thứ trên đường phố nó cũng đã bắt đầu khởi sắc trở lại rồi ha. Dạ, cũng hy vọng rằng là mọi thứ thì sẽ sớm quay trở lại trạng thái bình thường mới. Dạ. À, để chúng ta và con quá chúng ta trở lại nhịp sống, chứ còn không chỗ này mệt mỏi quá rồi. Từ doanh nghiệp cho tới công nhân, rồi học sinh, rồi sinh viên, rồi nói chung là tất cả mọi tầng lớp đều rất mệt mỏi. À, nhưng mà cái này nó cũng không phải chỉ riêng gì Việt Nam mình. À, hôm nay mình cũng đọc được báo là thông tin là hôm nay Mỹ là nghe nói một ngày chết 2.000 người rồi đó. Ủa, cẩn thận đi. Ừ.
Rồi, mấy anh đang sửa điện giữa đường luôn nha. Ngày mà 2.000 người. Mà lý do thì sáng nay anh coi trên CNN thì bảo là lý do là tại vì không chịu chích ngừa. Nhiều, rất nhiều người Mỹ không chịu chích ngừa cho nên bây giờ nói mà không chích ngừa thì làm sao? Bi kịch. Một ngày mà 2.000 người qua đời thì không, tử vong do Covid là không phải là con số bình thường được. Bởi vì nên là mọi thứ nó diễn biến phức tạp lắm, bà con cô bác mình cũng không nên chủ quan nha. Mình cũng vui đó, lạc quan nhưng mà không chủ quan, cái đó là rồi đang Phan Trị đúng không? Dạ. Rồi đóng cửa đóng luôn. Đường nào ra Phan Nhân Trị đó trời. Đi lên chút nữa là ngay Phan Nhân Trị. À, nhớ rồi, Phan Trị trên kia. Tính rẽ đường này cho nhanh. Đây là con đường Quang Trung. Rồi ở lâu lắm mới đi lại con đường này nhá. Đường xá hôm nay bà con thấy cũng xe cộ cũng có lác đác một vài chiếc xe máy. Hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày đầu tuần. Rồi mình thấy dọc đường hai bên đây là các cái shop, rất nhiều shop đều đóng cửa. Hầu như là chưa có cái shop nào mở cửa. Dạ, chào chị. Trời ơi, gian nan quá. Không cho vô đúng không? Dạ, không cho vào. May quá có một anh, anh thấy, anh biết mà xong rồi. Không có thì chị chạy ra. Dạ. Ủa chị, ở đây có mấy cái bông này đẹp quá chị. Ừ, chồng không? Dạ. Nhổ về chồng thôi. Nhổ được không chị? Được. Chút chị nhổ cho đằng kia kìa. Ôi, cái bông này, cái bông đẹp dễ sợ luôn á. Thấy nó chờ ra trồng vải đường, em tưởng là bông dại không chứ. Ừ, chồng nó dễ sống, sống hoài. Ồ, dạ. Nó ra đẹp ghê luôn á. Em bán lâu chưa? Dạ. Bán lâu chưa? Dạ thưa chị, em được khoảng 2 năm. Sao giờ này mới thấy cái phay của em á? Dạ. Dạ mới thấy á. Ồ. Dạ cái... con có để cửa cho cô nha. Ừ, dạ dạ. Mang mang vô cho cô. Ồ. Ở đây mát mẻ quá hả chị? Ừ. Ủa chị mua mấy lần rồi chị? Chưa, lần đầu tiên. Lần đầu tiên hả? Ồ dạ. Mới vô mới thấy. Ủa cái... cô có mua lấy mì gói có gì không? Dạ có. À mì gói hả, lên lấy. Bao nhiêu thùng hả? Dạ. Hết luôn hả? Dạ hết. 8 thùng. Ôi. Trời ơi, dạ. Vâng, dạ. Để vô cho nó đỡ. Nó mát, nó mát. Cô chó. Ôi, nhà chị cây đẹp quá. Trời ơi, ở nhà thú điền viên của này. Ôi, đừng. Không. Nhà mình được quay phim. Trời ơi, bông bụi bông trang đẹp dã man không? Ừ, nó cứ hết xong nó lại ra. Dạ. Ôi ơi, lát ra xin cái mấy cái bụi. Cái hoa đó nó có tên gì vậy? Không có hoa nào có tên. Gì dừa gì đó. À. Dạ, cảm ơn chị nhiều, có gì chị ủng hộ em. Mì chay ngon á, mì gói ngon lắm vậy. Cái mình đi gom lại ha. Dạ dạ đúng rồi. Dạ dạ vậy nó tiện. Dạ. Dạ. Trời ơi chị biết mua đồ online là chị giỏi rồi mấy người. Dạ. Trời có... chuyên nghiệp à. Dạ có. À, hai đơn của cô cộng lại là 3.039.000 này. Đấy này 3 triệu. Dạ. Dạ. Tại sao mà cô có mua thêm mấy hộp cháo? Ờ, có mua hàng online, mua Tây Ninh luôn đó em. Trời sáng nó em đi lên công việc á mà nó kêu có cái đơn củ chi nhiều lắm, thôi chắc anh đi tải giùm em. Mà cũng hên á, chắc nãy vô gặp mấy anh thấy mấy anh cho vô chứ không. Dạ đây 85 thôi. Dạ. Không, được rồi, bỏ luôn. Bỏ luôn hả? Dạ, cảm ơn cô. Đây nè, cô bỏ thêm mấy bụi cây nè. Đó, phải lấy cái bụi nhỏ này mới trồng được. Nhỏ lớn mới trồng được hết rồi em. Phải có cái gốc á. Ô dạ. Dạ, hy vọng. Cái
này nó đang còn non quá, em trồng nhiều lúc tôi sợ nó không ấy, hiểu không? Dạ, dạ. Ui rồi đó. Dạ. Dễ thương dễ sợ. Nó lên tốt lắm chị mới cắt á. Dạ. Nhưng mà nó lên khoảng 10 giờ nó hết rồi. Nó đẹp quá nè. Trời ơi, nhìn bên đường. Ui rồi. Chị này về trồng mớ hàng rào rồi, đẹp thật đẹp. Dạ rồi, cho em xin. Dạ. Không biết là chừng nào muốn nó thì lên, bữa nào nó lớn như kia cắt thì. Dạ. Ồ, cái bông này lạ quá, không biết cái tên là tên gì luôn. Dừa đấy em. Dạ. Em nhớ là chốt đồ tôi nói. Bố tôi chốt đồ tôi nói. Dạ chắc, dạ được rồi chị. Ôi, cô không đi dép quá cô. Ôi trời ơi, tao lao động đằng sau. Làm vườn đằng sau. Đẹp, yeah. Đẹp, dã man. Hay quá. Nó tự nó lên này. Kệ nó về cái cắm thử coi. Dạ. Rồi nó cái nụ nó nè, đây nè. Ồ. Oh. Đi. Đi đi giao hàng mà cứ đi mỗi lần đi vớt tùm lum tứ vậy. Dạ kỷ niệm dạ. Thôi được rồi. Dạ rồi em xin chị. Dạ dạ chị giữ gìn sức khỏe nha. Dạ chúc chị cô hẻm 919 đường Hương Lộ 2 rồi ạ. À, giờ đâu hẻm nó xin cho vô mà chứ 919 nhà 2 đi. À, dạ, tại, dạ, 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 được vô không chú, tại con thấy chặn rồi ạ. À, là, nói chú rồi, nó dễ đó, cho vô 919 nhà 2 nè, nhà 919 nhà 2. Dạ, vâng ạ, dạ, dạ. Điều không? Dạ, đây. Hai thùng bì hả? Dạ còn nữa. Ờ, cái bịch đồ bên trong. Không phải không phải. Cái này chứ. Bịch này. Cái này gì vậy? Cái bịch này. Thùng mì chay, mì chua cay. Còn gì nữa? Bình tân. Gì? Dạ đây cái gì nữa? Thùng biển hả? Dạ. Bình tân luôn. Ở đơn này đơn sau ạ. Dạ rồi. Cái đó là của đơn sau. Rồi. Dạ. Dạ đây, dạ, em gửi anh. Ồ. Dạ. Nghe nói vô để cho kịp ăn chay đúng không? Dạ, cho con gửi. Dạ. Dạ, anh em mình chuyển khoản rồi đúng không? Hay là à, chưa. Dạ, chưa. Dạ, cho con xin 1.668.000 ạ. Phải chừng cái ống cống ở dưới nha. Dạ cảm ơn anh. Hello. Chị, chị lấy 10 thùng mì. Đây. Dạ, ồ, thank you. Thôi, sao không? Ồ, rồi, đúng rồi. Rồi. Yeah. À, một thùng mì này, thùng nước mắm, thùng nước tương. Cái một thùng chao. Cái đơn đặc biệt của chú đâu rồi? Dạ, 10, chuẩn bị rồi đó chú. 10 thùng mì, một thùng nước mắm 10 độ, một thùng nước tương. Thùng nước tương đậm đặc với lại thùng tương ớt. Ở chỗ này lên chú đi. Dạ. Dạ, đây là cái đơn hàng cuối cùng ngày hôm nay bà con. Ngày hôm nay đi có 3 đơn muốn xỉu luôn. Đi xa quá. Củ Chi gần 2 tiếng đồng hồ. Rồi Bình Tân, Bình Chánh. Rồi chắc phụ chú nha, chú ra cho mở cấp. Dạ. Hôm qua đặt một 10 độ, một phòng 10 độ, 10 phòng 10 nước. Một phòng nước tương làm đặc. Một phòng tương ớt. Tương ớt hả? Tương ớt hảo hạng. À, ok. Đó, tương ớt hảo hạng. À, chị hả? Chị à, ok, rồi, tốt. Đây đây chị xin cho. Ôi sợ ba cái đồ này kinh quá. Chết cha, cái bông của tôi nó sắp héo rồi. Nó gục xuống rồi.
Rồi con để lên chú nhìn xuống đi. Rồi ok. Trời ơi cái bông hái ké nè, đất tính sao. Nó hơi cục cục. Cục cục rồi, lát giờ tính sao đi. Sao dạ. Đây? Hy vọng. Dạ cái bông này nãy là của cái chị khách đó bà con. Có cần ký nhận không? Nay mà mấy bữa là có vụ mua gà, bữa nay là cái vụ thêm cái vụ mua cây. Đủ chưa? Cảm ơn Nhi. Xong để luôn luôn còn liêu dạ đây nữa. Còn thùng này nữa. Tôm gì? Thùng tôm ớt à? Trời ơi. Ra đi em đóng cửa rồi. Một thùng nước tương, thùng nước mắm rồi, thùng tương ớt. Dạ. Dạ, cái đơn này đặc biệt là lý do là con biết làm của Bò Lát của mình sẽ tặng. Thì cái đơn này là đơn hàng mà tình thương bến thương. Dạ, tình thương bến thương là quà tặng là tặng á. Dạ. Tại vì bữa hôm qua hai thầy trò đi là bị đi lạc đường. Rồi xong cái mấy anh công an mấy anh tới dừng tới họ nhờ mấy anh chỉ đường giùm, mấy anh hướng dẫn nhiệt tình, xong mấy anh mới nói đi giao diện nghe nói nước mắm nước tương đồ với lại mì gói của con Long An ngon lắm phải không. Rồi xong còn đưa livestream cho coi nói bà xã tôi thích mấy cái đồ ăn của Long An lắm nha, bữa nào nhớ ghé nha, có gì ghé tặng anh em nha. Rồi nói hôm nay gửi tặng cho mấy anh em ở cái chốt cái đường Nguyễn Văn Linh với lại đường cái gì đó cho nên rất đặc biệt. Dạ đây là đơn hàng tình thương bánh thương. Dạ. Xíu là hé bà con bác con xem chút xíu cho vui nha. Dạ. Dạ đây đơn tình thương bánh thương đến đây rồi, không biết có ảnh không nữa. Kìa cảnh ảnh kìa. Rồi thấy nè. Rồi nha, xuống phụ anh nha. Dạ. Okay. Quay mà sao quay làm sao mà cho khéo khéo xa xa thấy đây. Đây 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 trước từ ba thùng. Anh ơi, đây anh gửi quà cho mấy anh nha, mấy anh em nha. Rồi. Dạ em chào các anh. Dạ em chào anh, cho anh gửi. Dạ, anh Hiếu, ủa anh Hiếu ra chưa ta? Anh Hiếu chưa ra hả? Dạ. Dạ được. Trời ơi nước được. Tiếp tế cho mấy anh em đồ. Dạ 113, 114 14 ngày 114. Dạ đây em lấy mì không. Trời nói chung là mấy ảnh cực lắm bà con ơi, nói thật luôn á. Có nhiều anh là chiến sĩ là coi như là khi mà 2-3 tháng, 3-4 tháng chưa về nhà. Có nhiều người mình thì ở nhà là anh mấy anh em chiến sĩ bảo vệ ở cái chuyến đầu này cực lắm đó, cho nên là bao nhiêu đây cũng không có thấm thía gì hết. Nhưng mà chúc gọi là một chút lấy thảo dạ. Tình thương bánh thương chúc lấy thảo gửi cho mấy anh. Dạ ủa bên đây chưa bên Hưng Phú là chưa hoạt động với anh thì chưa. Hưng Phú cũng bán online không à, em hay theo dõi chương trình của anh đó. Rồi nha mấy anh em. Rồi cảm ơn mấy anh em chia nhau mình nha. Dạ. Hồi nãy có một anh gì trên kia mập đó ta. Anh Hồng. Anh Hồng hả? Anh Hồng. Đi gửi ảnh cho anh thùng mày mà. Dạ. Thì em nói cho anh. Nước mắm nước tương với tương ớt thì anh em chia nhau nha. Dạ. Anh gửi mơ một thứ 10 cái. Rồi cảm ơn anh, cảm ơn anh. Rồi vậy nha. Thôi cảm ơn mấy anh em nha. Rồi chào nha. Rồi mấy anh em công tác tốt. Dạ anh chào các chú. Dạ rồi, đơn cuối cùng. Dạ xin gửi lời chào tạm biệt đến bà con cô bác.
đơn tình thương mến thương, đơn hàng tình thương mến thương. Hôm nay đi có 4 đơn mà nhìn xính dính tới gần 3 giờ chiều. Dạ anh chào tạm biệt bà con bác nha, chúc các đồng chí mạnh khỏe nha.